Tập 29. Mẹ em nói, đàn ông là trời, phụ nữ là đất. Phụ nữ phải phục vụ đàn ông. Còn ba của em nói, nhiệm vụ của phụ nữ chính là sinh con cho đàn ông. Vì vậy hai người họ đến bây giờ vẫn đang trách em, căn bản không lo cho em. Đó gọi là chủ nghĩa nam quyền đó. Họ không lo đúng hay không? Chị lo. Nào, uống hết bát canh này đi. Xin chào, chị đi mấy người ạ? Mời ngồi bên này. Chị xem muốn ăn gì? Nửa con gà, lòng gà ôm, rau xào, trứng xào đậu phụ, cơm gà chiên. Một mình chị không ăn nổi đâu. Dạ, chị đợi một chút ạ. Trương Mảnh à, anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh. Có chuyện gì em nói luôn trong điện thoại đi, không phải được rồi sao? Em bận như vậy, em bắt buộc phải nói chuyện trực tiếp với anh. Nửa tiếng nữa gặp anh ở quán cà phê trên đường nhà anh. Nghĩ gì mà thất thần quá vậy? Chẳng lẽ bây giờ em muốn đưa Dương Dương đi? Chuyện đó để sau hẳn nói đi. Thực ra em thấy Dương Dương đi theo anh, em cũng rất yên tâm. Em cũng đã tiết kiệm một chút tiền rồi. Nếu như ngày nào đó em không còn nữa, thì anh cầm lấy số tiền này đưa Dương Dương ra nước ngoài nha. Anh đừng hiểu lầm, em muốn anh đi cùng với thằng bé, cũng là có thể tiện chăm sóc cho thằng bé. Nói gì thế? Em làm cứ như là lời nhắn gửi trước khi chết vậy. Có phải là Dương Hải Đào không đồng ý để em đưa Dương Dương đi Mỹ không? Không sao đâu. Bây giờ anh ở tại đài truyền hình đã tìm được một công việc, thu nhập cũng khá ổn rồi. Nếu như tiết kiệm một chút, cũng có thể để Dương Dương ở trong nước tìm được một trường học tốt. Không phải là ý của Dương Hải Đào, mà là ý của em. Em thấy em làm như vậy quá ích kỷ rồi. Hai người dù gì cũng là cha con ruột, máu thịt của nhau, sao em có thể để cho hai người phải chia xa? Mà hơn nữa, Dương Dương bây giờ lớn như vậy rồi, sao mà có thể dễ dàng để em đưa nó đi được? Cảm ơn. Thực ra trước đây sau khi em nói với anh cũng đã nghĩ rồi. Anh thấy lời của em nói cũng rất có lý. Anh là một đại nam nhân, ở nhà nuôi con, chắc chắn có rất nhiều chuyện không được chu toàn. Anh thấy Dương Dương bây giờ
ngày một lớn lên, chuyện gia đình cũng quả thực cần một người phụ nữ. Sao em nghe ý của anh cứ như là anh sắp kết hôn tiếp vậy? Nếu như em đoán không nhầm, người đó tên là Hà Đại Diệp. Còn chưa có cửa, nhưng mà anh cũng không giấu em, anh thấy Hà Đại Diệp rất tốt, hơn nữa đối xử với Dương Dương cũng rất tốt. Nhưng mà cô ấy vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn. Người phụ nữ xây dựng sự nghiệp đều không vội vàng kết hôn, phải đợi sau khi cô ấy khởi nghiệp thành công, lòng mới có thể nhẹ lại, sống những ngày sau này cùng anh. Hai người bây giờ cũng khá dư dả rồi, không cần vội. Không phải là anh vội, mà là Hà Đại Diệp, cô ấy có thai rồi. Anh có thể đợi, nhưng mà đứa bé trong bụng cô ấy không đợi được. Em đừng hiểu lầm, thực ra đứa bé này đến rất bất ngờ. Chính là ngày mà em và Dương Hải Đào kết hôn, hai bọn anh đều uống say. Vì vậy, nếu đây là ngoài ý muốn thì bỏ nó đi. Em nói gì vậy? Dù gì em cũng là người làm mẹ mà. Anh biết em làm như vậy là vì muốn tốt cho Dương Dương. Dương Dương là con của anh, đứa bé trong bụng của Hà Đại Diệp cũng là con anh. Đứa bé đó em không quản, em chỉ muốn con trai của em sống khỏe mạnh lớn lên. Vậy em vì Dương Dương mà làm hại đứa trẻ khác. Đúng, Trương Mạnh, anh cho rằng em không muốn ở bên Dương Dương sao? Em sợ là em không còn cơ hội nữa rồi. Sao lại như vậy? Em đợi một lát. Chị thay cho em đôi giày. Em đó đã mang thai rồi, đừng đi giày cao gót nữa. Mấy đứa con gái bọn em chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết. Trời mùa đông còn đi chân trần, không lạnh hay sao? Em có đói không? Chị nấu gì đó cho em ăn. Được rồi, bà cô của tôi ơi, đừng có khóc nữa. Mắt của em đã thành đèn dầu rồi kìa. Chị đây cũng không biết nấu ăn đâu, nên là sẽ nấu mì, hấp chút sủi cảo. Dù sao em cũng mới uống canh cá mà. Cứ ăn đỡ vậy đi. Nhà vệ sinh ở đây nè, em đi rửa mặt trước đi. Mặt như con mèo rồi. Dương Hải Đào biết không? Anh ấy đi công tác rồi. Em chưa kịp nói với anh ấy. Em đã sống hơn 30 năm rồi, cũng coi như là đắng cay ngọt bùi đều nếm cả rồi. Chết cũng đáng. Điều duy nhất em không yên tâm chính là Dương Dương. Em nói chết chứ không chết gì chứ? Cái này còn chưa chắc chắn mà. Không phải chỉ đang nghi ngờ thôi hay sao? Đừng nói mãi những điều không may mắn nữa. Con người em đâu phải anh không biết. Chuyện gì cũng sẽ dự liệu điều xấu nhất. Khi kết hôn thì đã nghĩ đến việc ly hôn. Trước khi lên máy bay đã viết xong di chúc. Đời người vô thường, ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Sau này anh nhất định sẽ lại xây dựng một gia đình mới của mình, sẽ có con của riêng mình. Nhưng mà em yên tâm đi, cho dù là lúc nào thì anh cũng chắc chắn sẽ chăm sóc cho Dương Dương. Trương Mạnh, anh nhất quyết phải nói rõ lời của mình cho em nghe hay sao? Anh dựa vào cái gì mà nuôi hai đứa nhỏ? Anh biết anh không có tiền, nhưng mà anh đã tìm được công việc tốt, hơn nữa phát triển cũng khá được. Em xem, khi mới sinh Dương Dương, anh cũng không có tiền đó thôi, thế nhưng vẫn nuôi được nó lớn. Bao nhiêu năm như vậy, nếu không phải em nâng đỡ anh thì anh cũng không thể vụt lên được. Dương Dương đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều rồi. Anh thấy đây là chuyện tốt sao? Hai chúng ta ly hôn làm tổn thương thằng bé, đã không có cách nào bù đắp nữa rồi. Bây giờ anh lại muốn xây gia đình riêng mình, muốn sinh thêm đứa con. Anh đã nghĩ đến cảm xúc của Dương Dương chưa? Được, nếu như anh nhất quyết để Hà Đại Diệp sinh đứa bé đó ra, thì em cho anh một lựa chọn nữa. Nếu như báo cáo kết quả của em không có vấn đề, em sẽ tự đưa Dương Dương đi. Còn nếu như có vấn đề, em sẽ đưa Dương Dương cho Dương Hải Đào. Từ nay về sau, anh không có bất cứ quan hệ gì với thằng bé. Em điên rồi sao Thư Dĩnh? Anh nói cho em biết, Trương Dương Dương là đứa trẻ của nhà họ Dương, là con trai của Trương Mãnh anh. Chuyện này em đừng có hồng mà làm như vậy. Đứng lại đó.
Hai lựa chọn đó anh tự mình nghĩ kỹ đi. Trương Mạnh, bất kể là em có bị ung thư hay không, bây giờ cũng không phải lúc thích hợp nhất để sinh con. Trước đây là anh dựa vào em, chẳng lẽ sau này anh phải dựa vào Hà Đại Diệp? Chẳng lẽ đời này anh đều phải dựa vào phụ nữ để sống hay sao? Thật không ngờ nha, em còn biết nấu cơm nữa. Em không chỉ biết nấu cơm, em còn biết giặt quần áo, sửa đèn điện, thông bồn cầu nữa. Chị cho rằng gả cho một người có tiền dễ vậy sao? Trước khi em mang thai, việc trong nhà là do một mình em làm đó. Cho đến khi em mang thai rồi, nhà họ tìm một cô giúp việc, em còn có chút không quen. Mới đầu em thấy khá mới mẻ, nhưng mà nếu ngày nào em cũng làm như vậy thì sẽ không thấy như vậy đâu. Chị thật sự cho rằng em lớn lên trong nhung lụa hay sao? Sao em lại cho chị cảm giác như thế nhỉ? Em biết, bình thường em hay cấu với người đến uống rượu, khiến cho người khác thấy rất phiền. Nhưng mà đó là ước mơ từ trước đến nay em. Ước mơ của em thật là, từ nhỏ đã hy vọng người khác làm phiền mình. Từ nhỏ em đã hy vọng có một ngày sẽ đối xử với người khác như người ta đối xử với em. Em không phải con nhà giàu, ba mẹ em lại trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã không ưa em. Sau này em có em trai, họ lại càng không quan tâm đến em nữa. Cho đến khi em lên đại học, họ cũng chẳng quan tâm em. Sinh hoạt phí của em và cả học phí đều là em tự làm thêm kiếm tiền. Đến sống cũng đều là sống một mình. Sau này em có một người bạn trai, chính là Triệu Tiểu Bằng. Họ biết anh ấy có rất nhiều tiền mới chủ động liên hệ với em. Vì vậy em thấy tính khí hiện tại của em chắc là đang sửa đổi. Tâm lý bao năm nay đã mờ ảo quá rồi. Chị có thể hỏi em một vấn đề không? Tuyệt đối đừng tức giận. Em và Triệu Tiểu Bằng kết hôn rốt cuộc là gì, chị Đại Diệp à? Chị biết, hôm ở quán cà phê chị nói em theo anh ấy, tại sao em lại tức giận như vậy không? Bởi vì Triệu Tiểu Bằng, quả thật là em đã cướp anh ấy về từ trong tay của Hiểu Văn. Anh ấy thích Hiểu Văn, nhưng mà Hiểu Văn không thích anh ấy. Em nghĩ nếu như cô ấy không thích thì để em. Dù sao Triệu Tử Bằng cũng có nhiều tiền thật. Em sống ở thành phố này bao nhiêu năm rồi, em quá biết rồi. Không có tiền làm sao mà sống nổi. Nếu như em đã nói như vậy, chị phải phê bình em ngay. Mỗi ngày trong thành phố này rất nhiều người vất vả lao động, sao lại không sống tiếp được hả? Chị nói cho em biết, không có tiền thì tranh cướp, cuộc sống quả thực rất khó khăn. Nhưng mà nếu cố gắng, sao có thể không sống nổi hả? Những điều này không phải là sau này em mới biết hay sao? Rất nhiều người đều cho rằng em nhắm Triệu Tiểu Bằng là vì anh ấy có tiền. Đến bản thân em cũng nghĩ như vậy mà. Nhưng mà cho đến khi em dọn từ nhà anh ấy, em mới phát hiện điều mà em nghĩ không phải là những châu báu, túi hàng hiệu hay là giày hàng hiệu gì đó, mà chính là con người anh ấy. Điều này em chắc chắn. Em muốn cùng anh ấy kết hôn không phải là vì tiền của anh ấy, mà là vì em thật sự yêu anh ấy. Hơn nữa chị biết không, anh ấy thật sự là người duy nhất đối tốt với em trong toàn thế giới này. Anh ấy thật sự là, thật sự là rất tốt, là người duy nhất đối xử tốt với em trên thế giới này luôn đó. Anh ấy thực sự rất tốt với em. Em phải làm sao bây giờ? Thôi thôi được rồi, đừng khóc nữa. Chị không yêu thương nổi đâu. Em nói cho chị biết, em và Triệu Tiểu Bằng chuẩn bị làm gì? Em thấy ba mẹ của em nói đúng. Chị nói xem, người giống như em, không có công việc, không kiếm được tiền, điều duy nhất biết chính là sinh con. Có thể trước hôn nhân không có vấn đề, nhưng mà không đảm bảo được sau hôn nhân sẽ thế nào. Chị nói xem, có phải là em nghĩ hơi tích cực quá hay không? Nói linh tinh, là một cô gái đã được dạy dỗ nói ra những lời này sao? Chị nói cho em biết, chuyện này em chính là người bị hại. Em không thể vì cả nể ai mà hạ thấp giới hạn của bản thân mình. Hôn nhân là sự kết hợp của hai người, hai gia đình, chứ không phải là hệ thống sinh đẻ đâu. Phụ nữ đẻ con chỉ có một nguyên nhân, chính là tự bản thân muốn sinh, và người đàn ông bên cạnh đáng để cho người phụ nữ đó làm như vậy. Nếu không chẳng có bất cứ lý do nào có thể lay động em.
Em tiếp tục nấu cơm đi. Đậm dưa chua, trứng đậu phụ, cơm gà chiên. Anh có cần thử đồ ăn chỗ tôi hay không? Bản hiệu cơm gà, 2 phần. Có ngay có ngay. Dạ được. Được được, anh yên tâm. Tôi đưa đến ngay đây. Anh đợi một lát nha. Hay anh đi thông thả à? Lần sau anh lại đến. Bê gà sao? Được. Còn có nộm dưa chuột, lát nữa đem lên. Cả thành phố trị số so với năm ngoái đã tăng 10%. Khoan đã. Alo, Dương Hải Đào. Ai đó? Sau này anh phải chăm sóc tốt cho Thư Dĩnh đó. Cô ấy bị bệnh rồi anh biết không? Cậu nói cái gì chứ? Thư Dĩnh ốm rồi hay sao? Khi tôi đi cô ấy vẫn khỏe mà. Chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Alo. Tiểu Dư à, đặt vé về Thượng Hải cho tôi. Dạ được. Dạ. Lạ thật, đi rồi. Hôm nay sao lại toàn gặp kiểu người như thế này nhỉ? Em muốn sinh đứa bé ra. Em nói gì? Em nói là em phải sinh con. Vậy chuyện kết hôn của em và Triệu Tử Bằng làm thế nào đây? Cho dù em và Triệu Tử Bằng không thể quay lại như trước được, em vẫn muốn sinh một đứa trẻ. Em nghĩ kỹ đi. Mẹ đơn thân rất vất vả. Có thể sau này em đều phải dựa vào chính mình đó. Em biết. Mà không sao đâu. Em có khả năng chịu khổ cực. Hơn nữa biết đâu đứa bé này được sinh ra chính là động lực và dũng khí để em sau này tiếp tục sống. Chị Đại Diệp à, chị không cảm thấy con chính là trời cho, là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta, là thứ thuộc về riêng chúng ta hay sao chứ? Chúng ta phải biết trân trọng mới đúng. Đến đây. Anh làm gì thế? Đừng có làm loạn nữa. Anh thả em xuống trước đi. Có phải là anh đã uống say rồi hay không? Anh đừng có làm loạn ở đây được không? Đại Diệp à, anh bỏ tay ra. Nếu như em thực sự không muốn đứa bé này thì em cứ bỏ nó đi.
đừng có làm loạn nữa. Anh bỏ em xuống đi. Anh bỏ em xuống ngay. Đại Diệp, anh xin lỗi. Bọn em nói đúng. Thư Dĩnh nói càng đúng. Anh chịu trách nhiệm kiểu gì? Anh lấy gì nuôi đứa bé đây? Được rồi, đừng có nói nữa. Anh chỉ là đồ nghèo hèn thôi, một tên khốn nạn. Được rồi, anh đứng đó cho em. Đứng im đó, nghe em nói đây. Đứa bé này giống gì em cũng không muốn. Là anh cố chấp muốn sinh đứa bé này có đúng hay không? Anh đứng im đó, nghe em nói. Bây giờ cả hai chúng ta đều chung một ý nghĩ, không phải rất tốt rồi sao? Anh đi đi, em nghe anh nói. Nói cái gì chứ? Nói linh tinh, uống nhiều rượu làm gì? Em nói lại một lần nữa, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu. Anh mau đi đi, trong nhà còn có người. Chị Đại Diệp, chị không sao chứ? Chị không sao đâu, uống nhiều quá thôi. Có phải là anh làm cho em giật mình được không? Anh gọi điện cho em, sao em không chịu bắt máy? Có phải điện thoại hết pin rồi hay không? Anh sợ anh về muộn như vậy sẽ hù dọa em. Vì vậy đi nhẹ nói khẽ. Không phải anh đi công tác sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh có thể không về sao? Chuyện gì? Anh biết em bị ốm rồi. Chuyện này sao lại một mình em tự gánh vác? May mà Trương Mạnh nói với anh. Bây giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng đâu. Hơn nữa, cho dù thực sự có chuyện gì, có anh ở bên cạnh em cũng sẽ không sợ nữa. Yên tâm đi, anh đã về rồi.
Hôm nay có phải em phải đi khám thai rồi đúng không? Đúng, chị đi cùng em. Hôm nay chị không cần đi làm hay sao? Công việc của chị chính là em. Kết hôn cũng tốt, không kết hôn cũng chả sao. Vẫn phải xoay quanh em thôi. Chị Đại Diệp, hôm qua Trương Tổng muốn say, đó là lời lúc say. Lời nói lúc say không thể tin là thật được. Hơn nữa em cũng nói với chị rồi, phụ nữ sinh con chỉ có hai lý do. Một là bản thân muốn sinh, còn hai là người trước mắt đáng để cho chị làm điều đó. Mà em thấy anh ấy cũng rất tốt. Giống dĩ chị cũng không muốn sinh đứa bé này đâu. Trương Mạnh chắc chắn là có điều gì đó khó nói. Nếu như không hôm qua chị thấy đấy, anh ấy, mặc kệ anh ấy có chuyện gì, có điều gì khó nói hay không, đứa bé này là của chị. Chị nói là được. Bữa sáng chị còn chưa ăn mà, còn chưa đánh răng. Anh làm gì thế? Nếu như em thực sự không muốn đứa bé này thì em cứ bỏ nó đi. Đừng có làm loạn nữa mà, anh bỏ em xuống đi. Bọn em nói đúng, Thư Vĩnh càng nói đúng. Anh lấy gì để nuôi đứa bé này đây? Anh là một kẻ nghèo hèn. Anh là một tên khốn nạn. Trương Mảnh, tại sao ba không gọi con dậy sớm hơn chứ? Bây giờ con sắp muộn rồi. Đợi ba một chút, đợi ba một chút nha. Còn cả sữa và bánh. Nào, nè nè, con ăn trước đi. Dương Dương, Dương Dương à, ba có chuyện rất quan trọng phải ra ngoài. Con ở trong viện tìm Tiểu Linh. Bảo ba con bé đưa con đi cùng, cùng qua đường nha. À, khi qua đường phải cẩn thận đó. Ba có chuyện gấp phải ra ngoài rồi. Biết rồi, phải cẩn thận đó. Sao thế không biết nữa? Mình phải nhanh lên thôi. Em không sao? Em có lạnh không? Mặc ít như vậy vẫn ổn mà. Đại Diệp, hôm qua anh uống nhiều quá, anh không nên nói những điều đó. Không sao đâu, người ta nói say mới nói lời thật lòng. Rất tốt, nếu như không em còn sợ trong lòng của anh không thoải mái. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi lung tung, sau này cũng không cần hổ thẹn gì đó. Không sao, tạm biệt, bye bye. Đi. Em thấy như thế không tốt đâu, cứ kệ đi. Em đi đâu, anh đưa em đi. Tạm biệt. Nhìn chị làm gì? Không có gì đâu. Bác Tài, mở chút nhạc đi. Được. Bác Tài à, có thể đổi bài được không? Bài này tôi nghe muốn khóc quá đi. Thư Vĩnh, ở đây, được, đến chị rồi.
Em đừng sợ, anh ở đây đợi em. Không có vấn đề gì chứ? Cô phải suy nghĩ cho kỹ, ngày kia có thể làm phẫu thuật. Cô chính là cô gái tối hôm đó đến phòng chẩn đoán. Bác sĩ vẫn nhớ tôi hay sao? Vừa nghe bản thân có thai đã cầm hóa đơn kiểm tra chạy đi rồi. Mấy năm rồi chưa từng thấy ai như vậy đó. Cô đã có con rồi? Không có. Nhưng cô còn không sinh đi? Đã 32 tuổi rồi còn gì. Trước đây tầm này là tầm sản phụ cao tuổi đó. Sau khi làm phẫu thuật, tỷ lệ mang thai sẽ ngày càng thấp đi. Tương lai muốn sinh con cũng không dễ đâu. Cô nên suy nghĩ lại đi. Tôi đến chính là vì suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không phải cô gái 18-19 tuổi nữa. Bác sĩ à, tôi quyết như vậy rồi. Vậy thì cô ký tên vô đây. Ngày kia phẫu thuật đó. Hải Đào à, anh đi lấy xe đến cửa đợi em. Em lát nữa qua đó tìm anh. Em có chuyện gì anh đi cùng với em? Không cần đâu, em gặp một người quen, em đi chào hỏi họ thôi. Anh đi trước đi. Bác sĩ à, thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút. Người phụ nữ vừa nãy đến khám thai hay sao? Cô là ai vậy? Tôi là bạn thân của cô ấy. Mấy hôm trước cô ấy không muốn có con. Tôi khuyên cô ấy rất lâu, cô ấy mới chịu giữ lại đó. Hôm nay tôi âm thầm đến đây, tôi muốn xem cô ấy có nghe lời hay không thôi. Dạ bác sĩ đừng hiểu lầm, tôi thực sự là bạn của cô ấy. Cô ấy tên là Hà Đại Diệp có đúng không? Cô ấy hẹn ngày kia làm phẫu thuật. Phẫu thuật hả? Nếu cô đã là bạn của cô ấy thì khuyên cô ấy giùm đi. Tuổi này rồi, phẫu thuật đối với sức khỏe của cô ấy có hại lắm. Dạ cảm ơn. Hà Đại Diệp. Thư Dĩnh. Tôi có thể nói chuyện với cô được không? Được, đi. Em ở đây đợi chị nha. Tại sao cô bảo Trương Mãnh làm như vậy? Cô không thấy cô quá ích kỷ hay sao? Mấy năm nay cô rất phóng khoáng, đã gả đi mấy lần. Nhưng mà còn anh ấy vất vả nuôi con. Bây giờ lại còn bị cô lợi dụng điểm yếu. Chẳng lẽ Trương Mãnh đến quyền theo đuổi hạnh phúc của bản thân cũng không có? Xem ra cô rất muốn để anh ấy theo đuổi hạnh phúc của cô. Đừng đem tôi vào câu chuyện này. Cho dù không phải tôi tin rằng cô cũng nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy thôi. Nói ra những lời như thế này, tôi thấy cô thực sự rất quá đáng. Tôi quá đáng đó. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô không nghĩ tại sao chúng ta lại gặp nhau ở bệnh viện sao? Vừa nãy em nhìn thấy ai thế? Một người bạn thôi. Anh từng gặp qua chưa? Bạn của em, anh ít nhiều cũng gặp mấy người. Không nhớ nữa. Hải Đào, em muốn đi thăm Dương Dương. Thank you.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Mẹ cũng nhớ con lắm. Đi kiểm tra chưa? Sao rồi? Vẫn chưa có kết quả. Để Dương Dương ở cùng với em đi. Em cũng đừng nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nào, cặp sách của con nè. Nghe lời mẹ. Vậy thôi, anh về trước. Đi thôi. Mẹ, hay là con không đi nữa? Trương Mảnh có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Ba của con không sao đâu. Tại vì ba muốn một mình yên tĩnh thôi. Mấy hôm nay con cũng đừng làm phiền ba của con đó. Đi con, mẹ đưa con đi ăn đồ ngon ha. Alo, xin chào. Tôi là Hà Đại Diệp đây. Xin chào, tôi là mẹ của Thạch Đào. Tôi, trước đây chúng ta từng gặp mặt rồi. Xin chào, cô có chuyện gì hay không mà? Giữa chúng ta có chút hiểu lầm nhau. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể gặp mặt. Tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau sẽ tốt hơn đó. Cô, xin chào, xin chào. Đúng là ngại quá, cháu đến muộn rồi. Không có, là ta đến sớm thôi. Cháu uống gì? Nước lọc ấm là được. Cô Hà, trước đây tôi đã làm nhiều chuyện quá đáng với cháu. Bây giờ tôi muốn xin lỗi, mong cháu tha thứ. Dạ không sao, cô không cần phải nói như vậy đâu. Thực ra cháu rất hiểu cô. Ai mà lại không hy vọng con của mình có thể bình an thuận lợi. Cháu có thể nói như vậy thì tôi cũng cảm ơn. Không sao đâu, cô tìm cháu có phải là Thạch Đầu lại gây ra họa gì nữa hay không? Cô Hà, tôi muốn nhờ cô giúp tôi đi khuyên Thạch Đào. Tôi biết trước đây chuyện tôi làm không đúng. Giống dĩ là tôi không có mặt mũi mở miệng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi không có cách nào khác. Cũng chỉ có lời của cháu Thạch Đào mới chịu nghe. Nhóc đó. À không, Thạch Đào rốt cuộc làm sao vậy cô? Cô Hà, Thạch Đào là đứa con trai duy nhất của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi nữa. Lúc nó 5 tuổi, tôi và ba của thằng bé ly hôn. Lúc đó tôi bắt đầu liều mạng để kiếm tiền. Tôi nghĩ có kinh tế rồi sẽ bù đắp cho thằng bé. Nhưng mà cũng vì nguyên nhân này, thời gian tôi ở cùng với nó rất ít. Bây giờ nó nói với tôi rằng nó muốn độc lập, nó muốn sống cuộc sống của mình, rồi chuyển ra ngoài. Chuyển ra ngoài? Đi đâu cơ? Cô không biết hả? Tiêu rồi, tiêu rồi. Nó nhất định là ở cùng với người phụ nữ không đứng đắn rồi. Vậy cô à, cô cũng đừng lo lắng quá. Có phải là cô muốn cháu khuyên cậu ấy đừng ở cùng với những người bạn linh tinh đúng hay không ạ? Không phải, không phải đâu. Tôi chỉ là muốn cô giúp tôi khuyên nó ra nước ngoài du học. Ra nước ngoài? Thủ tục thì tôi đã làm xong hết rồi. Nó học kiến trúc giống như chuyên ngành của nó. Nếu như không xuất ngoại, rất khó tìm được công việc tốt. Cô nhất định sẽ cảm thấy tôi can thiệp vào cuộc sống của nó quá nhiều. Cô nói nó ở chỗ cô không thể mãi được. Tôi không có ý gì khác. Bởi vì dù sao cô cũng làm tiệc cưới mà, không có cùng chuyên ngành với nó. Cháu hiểu ý của cô.
Người làm mẹ ai cũng hy vọng con của mình có một tiền đồ rộng mở. Thế này đi, cháu sẽ thử khuyên nha. Nhưng mà quyết định cuối cùng của cậu ấy có đi hay không thì phải để cho cậu ấy tự quyết định rồi. Dù gì cháu và cậu ấy cũng chỉ là bạn bè thường thôi. Cháu không thể thay cậu ấy quyết định cuộc đời của cậu ấy, đúng hay không? Tôi cảm ơn cô. Đừng khách sáo với cháu. Sau này cô gọi cháu là Đại Diệp đi. Cháu gọi cô là chị Đại là được rồi. Cô trẻ như vậy mà. Thật sự cảm ơn cô. Thật sự không có gì mà. Tên tiểu tử thối này.